Đăng Duy ơi, mẹ nói chuyện với con chút được không? Đăng Duy. Dạ. Mẹ nói chuyện với con chút nha. Dạ. Ngồi đi con. Mẹ tìm con có chuyện gì quan trọng hả mẹ? Không, không có gì quan trọng hết. Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi mà. Hôm nay Thiên Kim có nói gì với con không? Thiên Kim? Chuyện gì hả mẹ? Hôm trước Thiên Kim có nói với mẹ là chuyện giữa Thanh Vân với lại Mỹ Ngọc. Cô Thiên Kim này đúng là rảnh quá mà. Chắc lại nói Thanh Vân quan hệ đồng tính với Mỹ Ngọc có đúng không mẹ? Như vậy là Thiên Kim nó cũng có nói với con rồi. Dạ. Nhưng mà con thấy quá vô lý, quá tào lao, cho nên con bỏ qua không để tâm tới. Thiên Kim nói chuyện này với mẹ cũng đã một thời gian rồi. Mẹ không có nói cho con biết, vì mẹ định là để quan sát coi làm sao. Rồi mẹ thấy có dấu hiệu gì giống như nghi ngờ của Thiên Kim không mẹ? Không có như vậy. Thanh Vân đối với Mỹ Ngọc như là đối với một đứa em gái bé bỏng vậy thôi. Dạ, con cũng nhận thấy điều đó. Ừ. Đăng Duy à, con nhận xét thế nào về Thanh Vân? Thanh Vân là một cô gái tốt. Để cô ấy ở bên cạnh Mỹ Ngọc, con thực sự thấy rất yên lòng. Ừ. Mẹ cũng rất quý Thanh Vân. Con gái thời buổi này hiếm có đứa nào được như con bé đó. Càng hiếm có người nào khiến cho Mỹ Ngọc nhà mình lại thương mến tới như vậy. Ngày trước Mỹ Ngọc cũng rất mến Khánh Băng, nhưng mà so với Thanh Vân hiện nay thì vẫn còn thua xa, phải không con? Dạ. Đăng Duy à, con không thể sống độc thân hết cả đời được. Mẹ biết con không thể quên Khánh Băng, mà con cũng không cần quên Khánh Băng đâu. Nhưng Đăng Duy à, con cần phải lấy vợ sanh con. Đó là bổn phận của con đối với dòng họ nhà này. Sao tự nhiên đang nói chuyện kia mẹ lại nói qua chuyện vợ con của con? Con thử nghĩ coi. Con có thể cưới Thanh Vân làm vợ được không? Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại... Chuyện tình cảm mẹ không ép, mà cũng không thể ép. Mẹ chỉ gợi ý vậy thôi. Bởi vì mẹ biết, ngoài Thanh Vân ra, con không thể tìm được người nào khác có thể chăm sóc tốt cho Mỹ Ngọc như Thanh Vân. Mà mẹ biết, với con, hạnh phúc của Mỹ Ngọc còn quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân con nữa. Có đúng vậy không? Chỗ Thiên Kim thì thôi đi. Đằng này là dành tình cảm cho một cô gái khác, mà theo Thiên Kim cho là thua xa cô ấy về mọi mặt. Biểu sao Thiên Kim không uất ức? Sao cô ta dám khẳng định mình hơn hẳn người khác chứ? Đó, thấy chưa? Binh vực rõ ràng, đó ông còn chối không? Chối cái gì mà chối? Gì mà binh vực? Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi. Đăng Duy à, ông đừng có dối lòng nữa. Đừng có cố cưỡng lại những gì mà điều trái tim ông mong muốn. Tào lao quá. Cái gì mà tào lao? Ông biết tôi yêu thương Khánh Băng tới mức nào mà. Hết Tuấn Kiệt rồi tới mẹ mình. Sao ai cũng muốn mình cưới Thanh Vân làm vợ vậy?
Tại sao phải như vậy chứ? Mọi người đang suy nghĩ rất đúng. Tại sao anh phải băn khoăn? Thanh Bằng, anh còn nhớ lúc tụi mình bên nhau, em đã từng nói nếu sau này khi em phải ra đi trước anh, em vẫn muốn anh phải sống vui vẻ, hạnh phúc. Có như vậy em mới yên lòng mà siêu thoát không? Thanh Bằng, tại sao lúc đó em lại nói ra những lời đau đớn đó? Để đến bây giờ mọi thứ đã thành sự thật, em bỏ anh một mình trơ trọi ở thế gian như vậy, em có biết không? Có nhiều lần anh không còn biết mình là ai, tại sao phải tồn tại trên thế giới này làm gì? Mà người thân thì cứ dần dần bỏ anh ra đi, còn đứa em gái thì nửa tỉnh nửa mơ. Anh đã làm gì mà ông trời phải trừng phạt anh như vậy hả? Có rất nhiều điều em biết. Có những thử thách đang bao trùm xung quanh anh. Em muốn giúp anh lắm, nhưng thế giới em đang tồn tại thiên cơ bất khả lộ, nên em không thể nói ra. Em chỉ có thể che chở cho anh bằng những gì em có thể làm được. Anh hãy nghe em, đừng quá vì em mà bi lụy, mà cư xử thái quá với những người xung quanh. Hãy đón nhận sự che chở và an ủi của người con gái bên cạnh mình. Anh cần một tâm hồn trong sáng và thánh thiện để vượt qua những thử thách. Nghe anh. Với Thành Dân, nếu có thể tiến xa hơn thì cũng chỉ là một người bạn. Anh không nghĩ mình có thể sâu đậm với cô ấy. Hồi đó em nhớ anh cũng đã từng có cái nhìn đó với em, nhưng rồi thời gian, những nghi ngại, lo âu đã dành cho những khoảnh khắc yêu thương, che chở. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, một khi ta tìm được hơi ấm trong lúc bên nhau. Đây là lần cuối cùng em gặp anh, bây giờ là lúc thời khắc âm dương cách biệt. Em khuyên anh hãy cố gắng thêm tí nữa, mở lòng thêm tí nữa, anh sẽ đón nhận được sự yêu thương mà anh mong muốn. Khánh Bằng,